Các bạn nha, hôm nay thì có xuất hiện một cô đã mang đồ cúng rất là nhiều đến mộ nghệ sĩ ưu tú Bùi Linh để cúng nha, bày ra khoảng là 5-6 mâm nha cả nhà. Đây cô, đây cô đang chuẩn bị trưng bày đồ cúng đó. cô Đừng có quay mặt cô nha. cô bình tĩnh ha. À rồi rồi à cô à, cô cúng vịt quay nha cả nhà. À, cho nghệ sĩ ưu tú Bùi Linh à, trái cây năm mâm luôn cả nhà, trái cây xoài. À, cô thì hạn chế nó là không cho quay quay mặt nha cả nhà. Đây năm mâm luôn, trái cây xoài, dưa hấu, vịt quay, mãng cầu, táo, rất nhiều luôn, quần áo luôn cả nhà, cặp đèn cây rất là nhiều luôn. Không những cúng cho cậu Năm mà còn cúng cho nghệ sĩ Thanh Kim Huệ nữa cả nhà. Đây cô và cúng cả ô long nữa và rất là nhiều hoa luôn cả nhà. Có bánh bánh mì nữa, đây cô cúng rất là nhiều luôn. Trà ô long rất là nhiều luôn. Quá nhiều luôn rồi cô chú, quá nhiều luôn. Wow. Đây là chú tiểu đốt đèn cả nhà. Đốt đèn. Đốt đèn. Có cả hai cái đèn cây. Cái đèn cây đó là hai đèn cây ly của chương trình. Ủa anh, em thấy chỉ có hai cái bình gốm mà lúc trước là cắm hai cái lục. À, còn ở trong cái mộ của chú. Ở trong mộ trong kia hả? Đấy chứ. Tại nãy khán giả em nói là không thấy hai bình đó tự mất. Không, giấu trong cái mộ. Nhớ bánh mì luôn, bánh mì cả nhà. Ồ, quá trời bánh mì luôn. Hiện tại là 4 mâm nha cả nhà, nãy là 5 mâm nhưng mà dồn lại là thành giờ thành là 4 mâm, rất là nhiều luôn. Rồi cô thì bắt đầu chăm thuốc. Rồi đây quay chùm hả? Đây thì bạn YouTube thì phụ với cả nhà. Bây giờ mình đến mì ra để mâm quá luôn á. Cả nhà đó, quá trời hoành tráng luôn cả nhà. Cô cũng quá trời hoành tráng luôn. Đó, hoành tráng luôn cả nhà. Đó, cô thì đang đốt thuốc. Cả nhà, cô mới chăm điếu thuốc lên cho cậu Năm. Tại vì hiện tại giờ là mở nhạc rất là to nha cả nhà, cho nên em nói phải lớn tiếng nhạc mới cả nhà mới nghe được. Nếu không là sẽ bị bản quyền, nên cô chú anh chị có nghe không rõ thì thông cảm cho em nha. Thì chú Tiểu thì đang phụ làm hoa nha cả nhà. Cô thì nói là hạn chế không quay mặt cho nên tụi em tôn trọng không có quay mặt cô nha cả nhà. Còn có cô cũng còn có 4 mâm, còn có bánh mì, trái cây, xoài, mãng cầu, dưa hấu, có heo quay nữa cả nhà. Đây, một dĩa giữa là dĩa heo quay, táo, mãng cầu, bộ quần áo, tiền vàng mã đầy đủ luôn. Một cặp đèn cây, hoa ly, hoa cúc rất là nhiều luôn, rất là nhiều luôn. Vịt quay quá trời luôn cả nhà. Quá trời hoành tráng luôn cả nhà ơi. Chuẩn bị cô thắp nhang để khấn cho cậu Năm. Quá trời luôn cả nhà. Có chú đến để thắp hương cho cả nhà. Hai chú đến thắp hương. Chú đến thắp hương cho cậu Năm nha cả nhà.
Đi làm ở Tân Nguyên nè. Dạ dạ dạ. Chú vô trong đứng cho máng nè chú. Dạ. Rồi. Chú nãy nói chú nói là chú ở Tây Ninh đúng không chú? Bà. Dạ. Bà đen á. Núi Bà Đen hả? Tây Ninh luôn. Tây Ninh. Rồi chú từ Tây Ninh xuống luôn. Tây Ninh đi làm bên đây. Làm đi về. Qua cái mộ của Linh. Nghe nói mà không biết có chỗ nào. Thấy tên bạn quay nhiều quá. Dạ. Ghé tham quan tôi biết để nhiều khi nó không tận mắt. Dạ. Tôi thấy đúng ngày nào cũng có người. Nhà gần Tây Ninh. Gần chùa Tây Ninh. Núi Tây Ninh cái tôi biết. Dạ. Tôi biết. Thì hôm nay hai chú đến đây cảm thấy sao chú? Thì quá là. Tuyệt vời luôn. Tuyệt vời. Nhưng mà đợi bữa mình bò ăn thì tuyệt vời. Đọc quá đọc. Đó thì đi làm với Tân Nguyên Bình Dương nè. Dạ. Về ngang đây mình thấy cái dẹp dẹp với Hội Tâm. Tao nói từ chỗ làm tao qua đây phân bố một chỗ. Để mình ghé đây tao diễn cái cho các bạn. Chứ mình thấy tên tuốt thì nó nhiều. Đây tận mắt. Mở cái có coi cho Linh chết trơn. Đông quá đông. Dạ. Quá trời đông thiệt. Dữ dội rồi. Bốn mâm luôn cả nhà. Bây giờ cô ra phía sau đốt giấy tiền vàng bạc cho rồi. Cô Năm. Chán quá cả nhà ơi. Cô chị ra đốt giấy tiền vàng bạc rồi. Wow, quá hoành tráng luôn cả nhà. Rồi bốn mâm với một mâm ở bên cô Thanh Kim Huệ nữa. Bây giờ thì mình ra mình coi đốt giấy tiền bạc cả nhà. Có chú Tiểu phụ đốt giấy tiền vàng bạc cả nhà. Bỏ giấy tiền vàng bạc cho trái trước á. Nắng quá. Từ từ anh để từ từ. Quá nắng này. Okay. Dầu ấy mà đồ lạc mà. À, hiện tại thì có một số cô chú đến để viếng mộ nghệ sĩ cả nhà. Thì bây giờ em sẽ qua mộ của cô Thanh Kim Huệ để quay cho cả nhà xem. Có một cô cũng cúng mâm đồ cúng cả nhà. Cũng vịt quay, bánh mì, trái cây đầy đủ hết nha nha. Thì nãy giờ em cũng quay khá chi tiết rồi. Thì em xin dừng clip tại đây. Mong cô chú anh chị và các bạn để lại một like, một share cũng như một lượt đăng ký để ủng hộ video của em. Và xin chào, hẹn gặp lại.